kênh Tự Học Nghề Lập Nghiệp xin chào tất cả các bạn. Video này các bạn sẽ tìm thấy những hữu ích, những mẹo vặt từ đèn LED. Chắc bạn không xa lạ đèn LED sử dụng điện 220 cuộn dây 100m hoặc là 50m. Đây là cái mối cắt, cứ 1m chúng ta có thể cắt được. Như vậy thì chúng ta có thể dùng cục nguồn mua ở ngoài chợ. Nhưng ở đây tôi sẽ giúp các bạn tiết kiệm được chi phí bằng cách dùng con diod. Mà những con diod này có trong các thiết bị điện tử hư, chúng ta có thể lấy ra và dùng được. Trong quá trình làm nghề, tôi tích lũy được một số bộ nguồn driver của bóng đèn. Đây là driver của bóng đèn tiếp. Trong đây có rất là nhiều linh kiện chúng ta có thể sử dụng được. Thì ở video này tôi sẽ sử dụng con diod, gọi là diod cầu. Nó có thể thắp sáng được 1m bóng đèn. Nhiều hơn nữa thì các bạn dùng con diod ampere cao hơn. Sau video này các bạn hãy đón xem một cái video tôi sẽ dùng một con diod 30A mà chúng ta có thể thắp được 100m dây. Những cái mẹo vặt này tôi đã sử dụng cho tất cả các công trình. Và cuối video này, ở màn hình kết thúc, bạn nhấn vào xem video chia sẻ gắn một cuộn LED cho một con diod cầu. Hình vẽ bên trái là sơ đồ mạch đấu dây cho dây LED và diod. Một điều mà các bạn không thể sai sót đó là băng keo ở đầu LED bên kia, để khi các bạn treo ngoài trời nước mưa vào sẽ bị hư LED. Cách băng như thế này, các bạn quấn một vòng, sau đó gấp nó lại, rồi băng thêm một vòng băng keo nữa. Lúc này các bạn có thể để từ 1 đến 2 năm mà dây LED mình cũng vẫn không sao. Sau khi đã đấu dây xong, chúng ta tiến hành cắm dây LED vào nguồn điện. Lúc này LED của chúng ta đã sáng lên. Chúng ta có thể treo ở ngoài trời, lủng lẳng trên cây, trông rất là đẹp và bắt mắt. Hãy làm điều này cho quán và cửa hàng của bạn nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin cho mình một like để ủng hộ tinh thần. Còn nếu các bạn đã lành nghề, đã biết được những phương pháp này rồi, thì các bạn cùng chia sẻ với nhau nhé.